release us, release us, releasing, releasing, surrounding, surrounding, Ryan, Ryan, ruler, ruler, attraction, attraction. Again, đọc là wonder, wonder, kỳ quan, century, century, thế kỷ. Ở đây có nhà hàng tiệc cưới thế kỷ century đó, ở đường Bill biết không? Ancient Greece, ancient là cổ xưa, Greece là Hy Lạp nhá, ancient Greece, Hy Lạp cổ xưa. Include, include, Hy Lạp bây giờ nó nằm chỗ nào? Nên bản đồ biết không? Include, honor, honor, burdens, burdens, releases, 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 releasing, releasing, surrounding, surrounding, royal, royal, ruler, ruler, attraction, attraction. Rồi lật sách ra. Dịch bài. Century ago. À, century ago có cách đây nhiều thế kỷ. Ok. In ancient Greece, ở Hy Lạp cổ xưa, một người đàn ông tên là Antipater Obsidian, tên gì mắc cười đấy, đã sưu tầm danh sách mà ông ta nghĩ rằng đó là 7 kỳ quan của thế giới. Compile là sưu tầm, list là danh sách, mà what là cái mà he thought were the seven wonder of the world. The seven included 7 cái thì bao gồm có Hanging Garden of Babylon. Hanging Garden, hang là treo nhá, garden là cái vườn, mình dịch là vườn treo Babylon. Mình lên mạng mình tìm vườn treo Babylon cái nào. Vườn treo Babylon. Vườn treo Babylon. Vườn treo Babylon. Đây này, nó đây này, nhìn đẹp không? Vườn treo Babylon là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại được nhắc đến trong văn hóa Hy Lạp cổ đại. Nó được ca ngợi là một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang có đủ các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, tạo nên một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn. Vườn treo được cho là lấy nguồn gốc từ chữ Hy Lạp, dùng để chỉ những cây cối được trồng trên một cấu trúc trên cao như là ban công hay sân thượng. Theo một truyền thuyết, vườn treo nằm kế bên một cung điện rất lớn được thiết kế bởi cái tên kỳ quan của nhân loại, được xây dựng bởi cái ông này thời Tân Babylon dành tặng cho bà vợ của mình, ghê chưa? Để làm bà khuây khỏa nỗi nhớ quê hương, nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tươi, ông này yêu vợ quá. Này. Đây hả? Đây là vườn treo hả? Ghê quá. Mấy bà ở đây nè. Trà là một loại cây phổ biến ở Babylon. Đây. Đây này, nhìn này mới đẹp, nó phục hồi đấy, nhìn này mới đẹp. Đẹp chưa? Đấy. Ok, tức là một cái khu vườn rất là nhiều cây cối và nhiều tầng các kiểu vậy đó hả? Hả? Bây giờ đâu còn đâu con? Giờ toàn tàn tích. Chỉ là còn không, chứ cô nói rồi, chỉ còn 7 cái kỳ quan đó là chỉ còn cái kim tự tháp bây giờ nó mình vẫn nhìn thấy thôi, còn cái kia tiêu đời hết rồi. Rồi à, nó hư con, qua bao nhiêu thế kỷ nó hư đi chứ, nó là trước công nguyên sao mà lên về tìm trên Google. Rồi tiếp theo, ngày nay nó ở Iraq đó con, cái vườn treo Babylon á, bây giờ nó ở Iraq đấy. Rồi tượng Chúa Giêsu ở Hy Lạp này, tượng Chúa Giêsu mình tìm nha. Tượng Chúa Giêsu. Tượng Chúa Giêsu Hy Lạp. Ở Hy Lạp đâu rồi? Ở đây ở Vũng Tàu. Hy Lạp. Hy Lạp cổ đại. Tượng nào không biết nữa. Thôi, bỏ qua ông này. Rồi. Kim tự tháp ở Ai Cập. Đó, kim tự tháp ở Ai Cập. Và kim tự tháp sao? Chị là cái kỳ quan duy nhất, only là duy nhất. Rồi mà bạn có thể nhìn thấy ngày nay, mà ngày nay bạn còn vẫn còn được nhìn thấy. Mấy kia hỏng hết rồi. Rồi xuống đoạn dưới này, chưa nghe nhá. Many people, có nhiều người cho rằng còn có những cái kỳ quan khác nữa, cái mà những người Hy Lạp cổ xưa không biết. Ví dụ như là Vạn Lý Trường Thành, Great Wall. Vạn Lý Trường Thành ghi vào. Vạn Lý Trường Thành ở đâu? Vạn Lý Trường Thành ở China.
Chai, mình đọc là chai, không phải China, chai, tàu khửa nhá. Rồi, cung cái gì, cái lăng Tamahon, mình đọc là Tamahon nó ở đâu đâu các con? Biết cái lăng này nó như thế nào không? Đây, ông này ông làm cho bà vợ luôn á. Mấy ông này yêu vợ ha. Mấy ông này yêu độ, yêu vợ kinh khủng. Đây này, cái lăng này này, nổi tiếng mà. Thấy chưa, Ấn Độ đây. Đây nhá. Rồi, cái này là ông vua ông xây cho bà vợ. Tưởng nhớ bà vợ đã chết đấy. Bà vợ chôn trong đây luôn hay sao gì nữa. Rồi, lăng mà. Rồi, tiếp theo. Rồi Angkor Wat. Biết Angkor Wat ở Campuchia không? Cambodia. Rồi Angkor Wat. Angkor Wat mình học cái gì mà liên quan mà. Ừ đúng rồi, lớp 4 Angkor Wat nè con. Angkor Wat. Thấy chưa? Thế Angkor Wat chưa? Rồi Angkor Wat, Angkor Wat ở Cambodia. Rồi Angkor Wat, mình đọc là Angkor gì? Angkor Wat, Angkor Wat. Nên thực sự được biết đến là một kỳ quan bởi vì nó là ngôi đền lớn nhất trên thế giới. It is the largest temple in the world. Ngôi đền này được xây dựng vào khoảng năm 1100 để mà tôn vinh thần Hindu. Thấy chưa? Tôn đầu tiên là xây dựng để tôn vinh thần Hindu, tức là của người Hindu giáo đúng không? Của cái đạo Hindu. Nhưng mà sau này 3 thế kỷ sau thì chuyển thành trung tâm của đạo Phật. Giờ là trung tâm đạo Phật. Và khu vực bằng khu vực mà xung quanh cái ngôi đền đó, còn gọi là Angkor Thom đó, đã từng là thủ đô của Campuchia. Cung điện hoàng gia, tức là gọi là kinh đô đó. Ngày xưa còn vua chúa gọi là kinh đô. Vào đầu thế kỷ thứ 15 thì người Khmer thống trị và chuyển tới Phnom Penh. Và Angkor Wat rất là yên, Angkor trở nên yên tĩnh. Và nó trở thành một cái địa điểm tham quan du lịch rất là nổi tiếng. Rồi, Trương, Trương, Tích Rô, Quan Rô. Rồi, cái quỳ quan nào mà tồn tại tới ngày nay? Rồi, Pyramid này. Rồi, câu B, Angkor Wat được xây dựng cho ai? Hindu này. Tiếp theo, Angkor Wat là một trong 7 kỳ quan thế giới này. Chọn câu B này. Vào năm 1400, người Khmer sao? Ông vua Khmer sao? Chọn Phnom Penh là thủ đô mới. Câu B, được chưa? Rồi, cái này coi lại rồi. Thôi, chuyển sang bài viết cho cô. Tất cả 4 đứa có bài viết. Complete the letter. Hãy hoàn thành cái lá thư mà Tim gửi cho Hoa về chuyến đi của anh ta tới Grand Canyon. Hãy thêm từ vào nhá. Thêm vô. Insert the letter of the missing sentences. Rồi. Rồi coi đi. Ngày 29 tháng mấy? Năm bao nhiêu đấy? Trời ơi, cách đây bao nhiêu năm? 20 năm. Dã man không? Mình học sách cách đây 20 năm rồi đấy, hơn 20 năm rồi đấy. Nhưng mà học sang năm khóa các bộ học sách là không có. Sang năm đổi sách mới rồi. Sách này đi vào quá khứ. Rồi. Rồi, mình viết bài vô. How are you? Dear Hoa, how are you? Số 1. Đây, 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 nó có đây này. Mình phải dịch ra. That's all I have time to tell you about the canyon is part of Grand Canyon National Park and it was formed by the Colorado River over millions of years. I hope you are studying hard for your exam next week. He also talked about the original inhabitants who lived there during the Stone Age. Rồi, điền đây. Chỗ này điền chữ gì? Nó điền C sẵn cho mình rồi này. Thấy chưa? Tôi hy vọng rằng bạn sẽ học hành thật là chăm chỉ cho kỳ thi vào tuần tới của bạn. Bạn đang học hành chăm chỉ cho kỳ thi lần tới. Số 1 là nó điền C rồi này. Lớp của tôi gì? Vừa mới trở lại sau chuyến đi tới Grand Canyon ở Arizona. Câu số 2 điền gì? À, câu B đúng không? Viết B vào. B, câu B. Cái canyon này là một phần của công viên quốc gia Grand Canyon và nó được hình thành bởi dòng sông Colorado cách đây hàng triệu năm. Rồi, tiếp theo, chúng tôi đã dành một tuần trời ở đó và tôi không muốn rời đi, không muốn về á.
Mặc dù nó là mùa hè nhưng mà trời rất là mát mẻ vào ban đêm, bởi vì cái khu vực này nó có hơn 2.000 hơi gì nó cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Đà Lạt nó cao 1.500 mét so với mực nước biển mà mình thấy mát mẻ rồi. Đã trên 2.000 mét thì rất là mát mẻ, rất là cool đúng không? Rồi, vào ngày đầu tiên của chuyến đi thì một cái người phụ trách công viên. Đây này, đây là người phụ trách công viên. Người phụ trách công viên. Người phụ trách công viên dẫn chúng tôi đến đâu? Đi đâu? Chuyến đi bộ. Hai là đi bộ. Ghi vào. Dọc theo cái gì? Rìa, cái từ này là rìa. Rìa, thung lũng. Canyon gọi là thung lũng con. Thung lũng. Nó bằng valley á. Thung lũng. Rìa thung lũng. À, rồi ông ấy nói chúng tôi, ông ấy nói về lịch sử của khu vực này. Rồi gì nữa? Số 3 đến gì? D. Ông ấy còn nói về cái gì? Ông ấy kể về người dân bản xứ. Đây là người dân bản xứ. Người bản địa. Người dân bản xứ. Ghi vào. Chương. Người mà sống ở đây từ cái thời kỳ gì? Biết thời kỳ gì không? Đồ đá. Ghi vào Stone Age. Thời kỳ đồ đá. Thời kỳ đồ đá. Mình học môn lịch sử rồi thì Mỹ ném bom để hòng đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Có câu đó? Học lịch sử có câu đó không? Bạn không biết trời ơi. Số 4 điểm cái gì? Đó là tất cả. À, đó là tất cả. Tôi gì? À, tất cả những gì mà tôi kể cho bạn đó. Cái này là A. Rồi, bạn có kế hoạch gì trong suốt kỳ nghỉ hè không? Hãy viết cho tôi sau chuyến đi, sau bài kiểm tra của bạn nhé. Bạn của bạn Tim. Viết chưa? Xong chưa? Rồi, xuống bài dưới. Hãy viết một lá thư cho bạn của bạn. Hãy nói cho nó về cái nơi bạn vừa đi thăm gần đây. Sử dụng những cái từ dưới đây có thể giúp bạn. Viết không? Có viết không? Rồi viết nhá. Mấy cái bài viết này hay ra đây. Rồi bài write trang bao nhiêu? Rồi viết vào. Tất cả bốn đứa đều viết. Có nhỏ Châu viết chưa? Nếu vở cho sách làm gì có chỗ. Dear hướng. Hương thân mến. How are you? Bạn khỏe không? I hope. You got good mark. Thôi. You got good mark. Điểm tốt đó con. Điểm. À, good mark. Enjoy exam. Chép vô. Bạn có điểm tốt trong kỳ thi của bạn. Trường, chép chưa? Ngắn. Ngắn như bài trên. Ai? Have just returned. Have just returned from a trip. To Cúc Phương. National Park. Cúc Phương National Park. I spent 3 days there. Tôi dành 3 ngày ở đó. And I didn't. Mình viết dựa trên cái bài lúc nãy đó. I didn't want to leave. Quốc phương Y. Y 170 km far from Hà Nội.
Phải ghi nhớ một cái lá thư tách ra cho ai biết lèo tèo vậy, biết nhìn liền tù tì vậy. À ngày mai mấy đứa có thích mấy cái đen vâu đen vọt không? Nó chuẩn bị hát kìa, chuẩn bị về đây hát. Nghe bảo 210 mà. Ông nó hát hay lắm à? Ít thúc ớt kho ào chu get there chu get there by court on the east was summer. Chép bài bố Châu. National Park là vườn quốc gia Cúc Phương con. Con học địa chưa? Ngày đầu tiên chúng tôi đi cắm trại và đi thăm nhiều nơi. In the park, trong công viên. In the park. In the park. Chưa hả? Cô đẩy xuống. In the park. Rồi, chúng tôi nhìn thấy nhiều. We saw many kind. Nhiều loại. Động vật hoang dã, animal, and tall tree, và nhiều cây cao. Tất cả chúng tôi đều rất là phấn khích. We felt excited. We felt excited and relaxed. Chúng tôi cảm thấy rất là thích thú và thư giãn. What do you plan to do during your summer holiday? Vacation cũng được. Bạn đã lên kế hoạch gì? Bạn lên kế hoạch gì cho suốt kỳ nghỉ hè của bạn chưa? Tôi rất là mong đợi. I'm looking forward to to receiving your letter. Rất là mong đợi được nhận thư của bạn. Ký tên Your friend Ngân 98. Ngân 89. Được chưa? Đến đâu? Đây hả? Đây, được chưa? Đấy. Rồi, xong phần này mình qua ngữ pháp.